được xem như bộ mặt của ngôi nhà, cho nên nhiều gia chủ muốn thiết kế cho mình một không gian phòng khách thật đẹp và ấn tượng. Tuy nhiên, nếu không để ý, bạn có thể mắc rất nhiều lỗi trong quá trình thiết kế phòng khách, dẫn đến mất cân đối, bất tiện, thậm chí là ảnh hưởng không tốt đến tài vận của gia chủ. Sau đây sẽ là 9 sai lầm thường gặp khi thiết kế phòng khách các bạn cần biết để tránh nhé. 1. Vị trí sofa trong phòng khách rất là quan trọng. Thường thì bộ sofa sẽ là điểm nhấn của phòng khách, cho nên được chọn ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên thì bạn cũng cần phải lưu ý là không được để sofa ở các vị trí sau đây. Thứ nhất, để sofa quay lưng sát cửa phòng khách sẽ tạo nên một cảm giác bất an vì khi ngồi sẽ bị quay lưng ra ngoài. Mọi rủi ro đến từ phía sau sẽ khiến bạn không lường trước được và không kịp phản xạ. Trường hợp ngược lại, để sofa hướng thẳng ra cửa chính sẽ làm mất cân bằng sinh khí, ảnh hưởng đến tài lộc của gia chủ. Thứ hai, không được để sofa ở lưng chừng phòng khách sẽ làm mất cân bằng âm dương cho cả căn phòng. Đặc biệt, nếu sau lưng sofa là lối đi, thì khiến trường khí không ổn định, sinh khí bị tích tụ, không thoát ra được và gây ra mất cân bằng âm dương. Từ đó mà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và tài khí của các thành viên trong gia đình. Thứ hai, sai lầm khi thiết kế phòng khách dẫn đến hao tài tốn của. Đường chéo từ cửa chính đến các góc tường của phòng khách được gọi là đường tài lộc. Tuy nhiên, trong một số thiết kế phòng khách thì vị trí tài lộc này có thể bị khiếm khuyết hoặc là đi thẳng ra một không gian khác sẽ rất dễ hao tài cho chủ nhân. Hoặc là các thiết kế có cửa chính, phòng khách và cửa sau thẳng theo một đường. Và tất cả điều này sẽ làm cho tài khí của gia chủ dễ bị cuốn trôi đi, khó tích lũy và thậm chí còn hao tài tốn của. Sai lầm thứ ba là đặt tivi sai vị trí. Nghe thì có vẻ vô lý, tuy nhiên tùy theo từng không gian phòng khách, chỗ nào vừa thì đặt tivi thôi đúng không nào? Quan niệm này là đúng, tuy nhiên chưa đủ đâu nha. Vì khi đặt tivi, bạn cũng cần phải lưu ý các vấn đề sau đây. Thứ nhất, vị trí để tivi thì không được quá cao hay là quá thấp hoặc là quá gần với ghế sofa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thị lực của cả nhà. Tiếp đến, tivi không được để đối diện với bóng đèn, cửa sổ hoặc là cửa chính vì sẽ có tình trạng phản xạ ánh sáng, dẫn đến khó xem được tivi. Sai lầm thứ tư, trang trí quá nhiều hoặc là quá ít cũng là một sai lầm. Hầu như ai cũng muốn phòng khách của mình trông thật đẹp, tuy nhiên thường trang trí rất nhiều đồ decor. Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng thì phòng khách của bạn sẽ biến thành một showroom trưng bày, vừa rối mắt lại tạo một cảm giác lộn xộn. Còn ngược lại, nếu để phòng khách quá trống trải, không trang trí gì thì tạo một cảm giác đơn điệu, nhàm chán. Vì vậy, kinh nghiệm trang trí phòng khách là vừa đủ để tạo điểm nhấn là đẹp. 5. Sai lầm khi bố trí ánh sáng ở trong phòng khách. Đối với một số gia chủ thì việc bố trí ánh sáng ở trong phòng khách không được chú trọng lắm vì theo họ chỉ cần nhìn thấy là được, cho nên chỉ bố trí một bóng đèn ở giữa cho phòng khách. Tuy nhiên, ánh sáng lại tác động trực tiếp đến tâm lý của người dùng. Vì vậy mà bạn cần bố trí thêm các loại đèn trần, đèn tường, thậm chí là đèn đọc sách ở trong phòng khách để phục vụ cho các nhu cầu, đồng thời không gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, với hệ thống đèn đa dạng như vậy cũng làm cho căn phòng khách của bạn trở nên lung linh hơn rất nhiều đấy nhá. 6. Chọn sai kích thước thảm trải sàn phòng khách. Điều này thì tưởng đơn giản nhưng mà chúng lại rất quan trọng luôn nhá. Vì thảm trải sàn sẽ là một điểm nhấn quan trọng cho cả phòng khách vì chúng thường được đặt ở vị trí trung tâm. Cho nên nếu tấm thảm quá nhỏ hoặc là quá to sẽ làm không gian của phòng khách của bạn có cảm giác bị thu nhỏ lại. Vì vậy, tốt nhất là nên chọn thảm trải sàn có kích thước vừa phải, cân đối với không gian của phòng khách là đẹp nhất bạn nhé. 7. Bỏ quên những mảng tường. Sàn nhà không phải là nơi duy nhất để các bạn trang trí phòng khách, mà bên cạnh đó, nếu bạn khéo léo tận dụng, thì những bức tường ở trong phòng khách sẽ là một background tuyệt đẹp. Bạn sẽ có rất nhiều cách để trang trí tường ở phòng khách, như là treo kệ, treo tranh, thậm chí là vẽ tranh tường, để không gian phòng khách thêm sống động và ấn tượng hơn nhé. 8. Sai lầm khi treo rèm cửa ở phòng khách. Chúng ta không thể phủ nhận rằng rèm cửa sẽ giúp phòng khách của bạn thêm nổi bật, đồng thời giúp cản bụi, cản sáng tốt. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý để không gian phòng khách thêm rộng rãi. Thì thay vì lắp thanh treo rèm ở sát với khung cửa, thì chúng ta có thể lắp thanh treo cao hơn, thậm chí là sát trần càng tốt bạn nhé. 9. Phòng khách có trần nhà thấp và nội thất màu đen là một thảm họa. Trong một số trường hợp thì căn phòng khách của bạn có trần nhà thấp hơn so với bình thường, nhưng bạn lại vô tình trang trí vào đó những món đồ nội thất màu tối như là màu đen, nâu, xám, vân vân. Và điều này sẽ làm cho không gian phòng khách của bạn trở nên âm u,
tối tăm và chật hẹp hơn nhiều. Thay vào đó, ghế sofa nhỏ gọn và có chân, màu sắc trung tính hoặc là tươi sáng sẽ là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn. Trên đây là những sai lầm trong thiết kế và trang trí phòng khách mà blog Nội thất đẹp liệt kê đến các bạn để các bạn cùng tránh nhé. Hy vọng với những kinh nghiệm trang trí phòng khách này sẽ hữu ích cho các bạn trong việc decor lại ngôi nhà mới của mình. Đến đây thì video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.